Xin chào cả nhà mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với năm tổ hợp chính để múa liên khúc Trung thu Em đi xem hội trăng rằm. Bài này chúng ta cứ đi lần lượt xen kẽ những tổ hợp với nhau nhé. 1, 2, rồi đến dạo nhạc 3, rồi đến 4, rồi dạo nhạc 5 ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào tổ hợp số 1, bao gồm 4 câu 8, 8, 8, 7. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, như vậy. Rồi, chúng ta đi luôn nè. Rồi, chúng ta sẽ đi, cái tay phải chúng ta sẽ quơ lên như thế này. 1, 2, 3, 4 nè. Sau đó chúng ta đưa tiếp tục. 5, 6, 7, 8. Đó, là về tay. Còn về chân chúng ta cứ đi qua đi lại thôi nha. Chúng ta tập nhé. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bỏ tay phải ra, chân phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, như thế. Chúng ta đi lại hai câu. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến câu số 3. Chúng ta đi hình chéo nha. Rồi. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp câu số 4. 4, 2, chân phải. 3, 4, 5, 6, 7. Đó, như thế. Chúng ta sẽ đi câu 3, 4 nhé. Rồi, chân phải. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Chúng ta sẽ ráp hết 4 câu này thành tổ hợp số 1 nhé. Rồi. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2, bao gồm 3 câu. 3 câu nhạc 8 như thế này. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục một câu bên trái nữa. Sau đó chúng ta tiếp tục đi. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta sẽ đi 3 câu nhé. Một câu ở bên phải, một câu bên trái, rồi lại trái phải là hết nha. Rồi. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân phải. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như thế rất là dễ nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái tổ hợp dạo nhạc ở 1 phần 3 bài, bao gồm 8 câu nhạc 8. Tuy nhiên là chúng ta đi câu 1, 2 sẽ giống câu 7, 8. Câu 3, 4 sẽ giống câu 5, 6 nha.
Bốn câu này chúng ta đảo với nhau thôi rất là dễ nhé. Còn về động tác á, thì chúng ta đi như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đi tiếp một câu nữa. Đó. Rồi ở cái chỗ mà chúng ta đi như thế này đó nha, thì cái tay của chúng ta nè, chúng ta để im cái tay và chúng ta xoay người là tự nhiên nó xoay thôi nha, chứ chúng ta không có quay tay nhé. Rồi nha. Rồi cả nhà mình để ý nha. Rồi chúng ta tập luôn nè. 2, 3 chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chân phải. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chân phải. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đến 8 thôi, nhưng mà chúng ta phải đi 9 nhịp như thế. Để cái lần đầu tiên chúng ta áp dụng cái tổ hợp này á, thì chúng ta sẽ đếm đến 9 để nhịp số 10 là chúng ta bắt đầu nhảy cái tổ hợp số 4 luôn, là chúng ta dậm chân chân phải. Đó, kiểu vậy nha. Cả nhà mình để ý cái đoạn này nhé, cho dễ ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái tổ hợp số 4 bao gồm 4 câu 6, 7, 7, 8 như thế này. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta tập luôn nhé. Rồi, chúng ta tập câu đầu tiên trước nè. 6 nhịp nhé, chân phải dậm trước. 1, 2, 3, tiếp tục nè. Chân trái dậm xuống và tay phải đánh xuống. 4, 5, 6. Đó, như thế. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi một câu vòng tròn sang phải tới trước. 7 nhịp nha. Tay thì như thế này. Đó, vậy nha. Rồi, 2, 3 chân phải nè. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, 7 chúng ta bằng như thế luôn nha. Chúng ta đi là hai câu này nhé. Chân phải. 1, 2, 3. Chân trái. 4, 5, 6. Chân phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi một câu 7 nhịp lên xuống nữa. 3, 2, 3, 4, chân phải, 5, 6, 7. Đó, tiếp tục chúng ta đi câu số 4. 4, 2, 3, 4, chân phải tròn, 5, 6, 7, 8. Như thế, chúng ta đi hai câu cuối, 3, 4 nhé. Rồi, chân phải, 3, 2, 3, 4, chân phải lùi, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta sẽ ráp hết 4 câu này thành tổ hợp số 4 luôn nha. 2, 3 chân phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái tổ hợp dạo nhạc ở 2 phần 3 video nhé. Tổ hợp này chúng ta sẽ đi 8 câu. Tuy nhiên là chúng ta đi 4 câu và chúng ta nhắc lại thêm 4 câu một lần nữa là hết nha. Rồi. Tay thì chúng ta cứ làm lên như thế này, rồi bẻ xuống như thế này, rồi làm lên như thế này, rồi bẻ xuống như thế này. Bên trái cũng thế và lúc mà chúng ta đưa chéo chân cũng thế. Đó. Đó. Rồi cho nên chúng ta vỗ tay xuống. Đó, chúng ta tập luôn nhé. Rất là dễ. Rồi. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 tiếp tục 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Cảm ơn cả nhà mình nha. Nhớ cho Thanh Hằng một like nha.